Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là hoa thiên điểu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ có hoa thủy tiên. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là hoa đinh hương. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Giờ mình xỏ màu hồng nhé. Mọi người mình xỏ màu hồng nhé. Bây giờ mình xỏ màu hồng nhé mọi người. Mọi người ơi, đây màu hồng của mình này. Màu hồng của mình đây này mọi người. Mọi người ơi, đây màu hồng của mình nha. Bây giờ mình sẽ xỏ màu cam. Mình xỏ màu cam nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu cam nhé. Bây giờ mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu đỏ nhé. Giờ mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Xong màu đỏ mình xỏ màu vàng nha mọi người. Mọi người giờ mình xỏ màu vàng nha. Các bạn ơi, bây giờ mình xỏ màu vàng nha. Màu vàng và màu đỏ của mình đây mọi người. Mọi người đây màu vàng và màu đỏ của mình nha. Màu vàng và màu đỏ của mình đây nha mọi người. Giờ sẽ đến màu tím nha. Mọi người bây giờ đến màu tím nha. Giờ đến màu tím nha mọi người. Nâng nước cho việc. Giờ mình xỏ màu xanh nõn nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ xanh nõn nha. Giờ mình xỏ xanh nõn nha mọi người. Các bạn ơi, đây là 6 màu của mình này. 6 màu của mình đây mọi người. Mọi người 6 màu của mình đây nha. Thế bây giờ là mình xỏ hình tròn. Xỏ hình tròn nha mọi người. Mọi người bây giờ mình xỏ hình tròn nha. Em thấy thank you.
Mọi người ơi, đây màu hình tròn của mình nha. Đây hình tròn của mình nha mọi người. Đây hình tròn của mình này. Bây giờ mình sẽ kết vòng nha. Mình kết vòng nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình kết vòng nha. Vòng của mình sắp hoàn thành nha mọi người. Mọi người ơi, vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Các bạn ơi, vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chút đăng ký kênh nha. Các bạn, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chút đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chút đăng ký kênh nha. Nghe nghe thông hiểu, gửi lên link gửi cho khách chứ. Không chút đúng thì đấy vẫn chỉ đang nghe. Tính sau đấy mình tính sau. Lạc vợ. Lạc vợ chỉ chen quạt nén chén sự sấy chọn chạm lợn chợ xe